xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường từ đó chúng ta sẽ đưa ra những góc nhìn những nhận định về thị trường ở trong những phiên sắp tới anh chị nào hiện tại đang xem video của em nếu thấy video của em là hữu ích thì đừng quên à, bấm like video này cũng như subscribe kênh đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em hàng ngày À, ngoài ra thì bởi vì theo thuật toán của youtube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những video có nhiều like và có nhiều bình luận nên chị nào mà theo dõi video này nếu yêu quý em thì có thể để lại cho em một cái bình luận ở phía bên dưới này về cổ phiếu cũng được và danh mục cũng được à, chúng ta chào nha à, chúng ta tương tác với nhau để giúp cho video của em được đề xuất nhiều hơn bên cạnh đó thì em có để thông tin liên hệ của em là zalo và số điện thoại nếu anh chị nào có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong đêm khách hàng tại vps có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em À, để được hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu về danh mục à, cũng như là các cái vấn đề liên quan đến thị trường à, đặc biệt là nếu anh chị nào mà đã có tài khoản ở vbs rồi anh chị có thể chuyển cái id à, tại vbs sang em quản lý à, để được tham gia room khách hàng hoàn toàn miễn phí à, còn nếu anh chị nào mà chưa có tài khoản vbs thì anh chị có thể là mở tài khoản mới online một trăm phần trăm ha à, và nếu anh chị nào mà có nhu cầu muốn tham gia vào cái nhóm cộng đồng thì hãy bấm vào cái đường link ở phía bên dưới này à, bấm vào cái đường link và tham gia nhóm hoặc là anh chị quét cái mã qr code ở trên màn hình ha à, cảm ơn chị rất là nhiều thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay à, cũng như đưa ra những cái nhận định về thị trường ở trong những phiên sắp tới. À, thì nếu chị nào mà đã xem cái video ngày hôm thứ sáu của em à, thì chúng ta có nhấn mạnh về câu chuyện đó chính là cái quá trình tạo đáy của Vindex chúng ta à, sẽ cần thêm thời gian cũng như là sẽ cần retest thêm những cái nhịp bán à, đặc biệt là cái yếu tố volume à, nó sẽ là cái yếu tố rất quan trọng để đánh giá xem là liệu rằng thị trường nó có cần thêm một cái nhịp bán cao trào hay không À, bởi vì đơn giản là volume nó sẽ đại diện cho cả cung và cả cầu à, đặc biệt là khi mà thị trường chúng ta tiệm cận về những cái vùng kháng cự mạnh à, như là cái ngưỡng tầm 1255-1260 điểm à, đó là cái vùng gáp trước đó mà Vindex đã mở ra nên chắc chắn rằng là cái lực cung ở phía trên đó nó sẽ lớn hơn à, và thị trường nó sẽ cần kiểm tra hoặc là đi ngang hoặc là điều chỉnh nhẹ ở lân quanh cái ngưỡng đó à, để có thể hấp tụ lại cái lượng cung à, nên chắc chắn rằng là để xác nhận cái vùng đáy của Vindex thì chúng ta vẫn sẽ cần kiểm tra thêm một cái nhịp bán ở cái thời điểm đó nữa À, tức là khi mà thị trường tiệm cận về những cái vùng kháng cự mạnh, à, nó sẽ giúp chúng ta đo lường được liệu rằng là cái lượng cầu giá cao à, nó có chấp nhận mua lên ở phía trên hay không à, và từ đó chúng ta sẽ có thể xác lập được cái vùng đáy ngắn hạn của Vindex. À, thì cái nến ngày hôm nay là một cái nến mà thị trường chúng ta đã mở gap up ngay từ đầu ngày. À, gap up này nó sẽ xuất phát từ cái yếu tố tâm lý khi mà chứng khoán thế giới ở cuối tuần trước tăng khá là mạnh. À, anh chị thấy ha là Dow Jones cuối tuần vừa rồi à, tăng tương đối là gần đâu đó gần 1,5%, hơn 1,5%. À, Nasdaq cũng tăng được hơn 1%. À, thì động lực chính đến từ cái thông tin là BCE à, đây là một cái thước đo lạm phát ưa thích của Fed à, thì nó đạt cái mức kỳ vọng tức là nó không tăng quá nhiều so với lại cái forecast cái dự đoán của các cái chuyên gia kinh tế à nó giúp cho nhà đầu tư cá nhân người ta tự tin hơn về cái việc là Fed chắc chắn sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 và thậm chí hiện tại nhà đầu tư cá nhân còn đang kỳ vọng rằng ở trong năm nay chúng ta sẽ có thêm hai đợt giảm nữa tức là tổng cộng sẽ có ba đợt giảm à, vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12 À, đó là cái kỳ vọng hiện tại của nhà đầu tư ở Mỹ. Tuy nhiên thì nếu mà tính ra so với cái đợt điều chỉnh lần này à, từ cái vùng đỉnh làm gần 19.000 hiện tại là 17.300 thì cái đợt phục hồi ngày hôm à, cuối tuần vừa rồi à, thực tế nó chưa phải là một cái đợt phục hồi quá mạnh à, của Nasdaq. À, và hiện tại thì Nasdaq nó cũng khá là giống như chúng ta ở cái việc là sau một cái đợt điều chỉnh mạnh thì nó chỉ gọi là tạm cân bằng. À, và có cái phiên à, gọi là có cầu bắt đáy tham gia thôi chứ để nói rằng là cái quá trình tạo đáy cũng như là cái quá trình hấp tụ cung của nó chắc chắn sẽ cần diễn ra thêm à, cần kiểm tra lại những cái vùng đáy ở phía sau à, cũng như là cái quá trình xa quay lỡ liên quanh cái ngưỡng tầm 17.000 à, 17.500 này à, nên chắc chắn thì để nói rằng là thế giới đã tạo đáy đi lên thì nó cũng chưa đâu à, nó cũng chưa à, nó sẽ cần thêm thời gian giống như cách Vinh chúng ta cũng đang vận động lên quanh cái vùng đáy hiện tại à, anh chị có có nhiều anh chị hỏi em là cái nến ngày hôm nay nó mở gáp ra như vậy thì cái xác suất nó lắp lá cái lắp cái gáp là có cao hay không á thì hiện tại nha chúng ta đánh giá tổng quan phiên ngày hôm nay trước đi à, chúng ta đóng cửa lên quanh cái ngưỡng tầm 1246,6 tương đương với mức tăng là 0,36% à, thanh khoản đạt cái mức là 11.300 tỷ đồng mức thanh khoản này nếu so với lại trung bình là thấp à, so với lại trung bình là thấp nó có tăng nhẹ so với lại hai phiên trước nhưng nếu so với lại trung bình thì vẫn là thấp đồng nghĩa rằng là à, cái nến ngày hôm nay là một cái nến dùng ở gáp up nhưng mà lượng cầu vẫn chưa chấp nhận mua lên ở cái vùng giá cao à, tức là giá tăng lên nhưng mà cầu là không chấp nhận mua vào À, nó dẫn đến chúng ta có một cái nến tăng nhẹ kèm với là thanh khoản thấp à, Lượng cung thì vẫn chưa gia tăng Bởi vì chúng ta vẫn chưa về cái vùng kháng cự mạnh Ở phía trên là lên vân ngưỡng tầm 1255-1260 à, Nên ngày hôm nay thì có thể gọi là tâm thế nhà đầu tư Đúng nghĩa là đang ở trạng thái thăm dò à, Trạng thái thăm dò Tức là ai mua ở đây thì cũng không dám mua với tỷ trọng lớn à, Mà đa số họ cũng sẽ mua với tỷ trọng là thăm dò À, còn ai muốn bán thì thật ra là họ cũng sẽ canh bán ở lên quanh những cái vùng kháng cự là khoảng tầm 1250 à, 1260 à, tức là họ cũng sẽ chưa muốn bán liền ở ngay cái vùng giá này mà họ sẽ chờ đợi thị trường nó hồi mạnh hơn một xíu nữa à, để họ bán ra à, nên cái trạng thái chung thì vẫn là thăm dò thôi cả phe mua và phe bán à, nên mọi người thấy được là cái tỷ trọng giao dịch cái khối lượng giao dịch và thanh khoản này vẫn duy trì ở mức rất là thấp à, và ngày hôm nay chúng ta có 244 mã tăng so với lại là 168 mã giảm đồng nghĩa rằng là ngày hôm nay số mã tăng vẫn áp đảo so với lại số mã giảm À, và để trả lời cho câu hỏi rằng là liệu rằng thị trường nó có lắp là cái gáp mở ra ở phiên ngày hôm nay hay không à, thì em sẽ dựa vào những cổ phiếu mang tính đại diện cho cung cầu cao bởi vì nếu mà chúng ta chỉ dựa vào chỉ số thì đôi khi chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cổ phiếu điều tiết ví dụ như kiểu BIDV ngày hôm nay tăng gần 2% hay là những mã cổ phiếu như Vinamilk ngày hôm nay tăng 2% nhưng mà cổ phiếu này đều là những mã cổ phiếu mang tính chất điều tiết à, cái lượng cung cầu đến từ nhà đầu tư cá nhân nó sẽ không nhiều à, nên khi mà chúng ta đánh giá chỉ số cái mức tăng chỉ số mà chúng ta dựa vào các cái, cái mã cổ phiếu này thì đôi khi nó sẽ bị lệch à, nó sẽ hơi lệch một xíu À, thì chúng ta sẽ dựa vào những cổ phiếu nào thứ nhất là những cổ phiếu mang tính đại diện cao về cung cầu như là thép chứng khoán bất động sản hay là ngân hàng đó là những nhóm ngành chúng ta sẽ đo lường liệu rằng là xem ngày hôm nay có phải là một phiên tăng tốt một phiên mở gáp tăng tốt hay không mình xem xem là cái gáp nó xuất phát từ đâu à và cái khả năng là những cổ phiếu những cái nhóm ngành đó nó lắp lại gáp có cao hay không thì từ đó mình sẽ suy ra được là thị trường nó có lắp gáp này hay không thì ngày hôm nay có thể nhìn thấy được là cái lượng cầu chính đến từ cái nhóm ngành thép bởi vì đây là ngành à, được sự hỗ trợ bởi thông tin À, điều tra thuế chống bán phá giá nên ngày hôm nay cái lượng cầu tham gia vào ngành thép rất tốt à, nên ngay lập tức từ đầu ngày thì ngành thép đã mở gáp tăng rồi à, cuối tuần rồi anh chị xem video kem thì anh cũng nói rằng hòa phát nó có một cái lượng cầu lót khá là dày để nó mua lại cái lượng cung bán ra nên chắc chắn nó sẽ có một cái nhịp bu lên lại cái ngưỡng tầm giá 28 anh chị nhớ à vậy có nói với anh chị là nếu anh chị nào mà đang có hàng có thể canh đảo ra ở cái vùng phía trên 28 sau đó mình chờ cover lại sau bởi vì em vẫn kỳ vọng rằng hòa phát sẽ còn một cái nhịp quay về lại cái giá tầm 26.5 thì sau cái nến ngày hôm nay thì đây em vẫn chưa thay đổi quan điểm bởi vì thật ra thì đối với em cái nến ngày hôm nay nó được hỗ trợ bởi thông tin là điều tra chống bán phá giá thông tin này không phải là một thông tin mới à nó là một thông tin mà đã có từ khoảng tầm 2 đến 3 tháng trước rồi và những cái thông tin thì nó được công bố lần lượt lần lượt thôi tức là cái quá trình nó điều tra rồi những cái công văn nó được cung cấp ra ngoài thị trường thì nhà đầu tư người ta nhìn thấy những công văn đó thì người ta có xu hướng là người ta sẽ tham gia à, với những cái mã cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành thép à, nên cái động lực thì thì nó giúp cho ngành thép ngày hôm nay có thanh khoản tốt hơn nhưng để nói cái thông tin đó nó có bền hay không Tức là cái lượng cầu tham gia trong phiên ngày hôm nay nó có bền hay không thì em nghĩ là không à, Bởi vì đây không phải là một tin mới Đây là tin mà đã có một cái lượng nhà cá nhân trước đó tham gia ở phía trên này vì cái tin đó rồi à, Nên ngày hôm nay ra tin đó thì em nghĩ rằng là cái lượng cầu nó sẽ không phải là quá bền à, Nên đối với em thì khả năng hòa phát nó vẫn sẽ cầu cái nhịp retest lại Giờ đoạn phía dưới này khoảng tầm 26.5 à, Cho tên giá tầm 27 à, Cái đuôi nến ngày hôm nay cũng đã thể hiện rằng là cái lượng cung ở phía trên À, cái lượng cung bán chặn ở phía trên cái vùng giá 28 là vẫn khá là dày à, riêng không chỉ là hòa phát ngày hôm nay như nam kim thì với cái đuôi nến này nó chiếm hơn 1 phần hai thân nến và cái gap ngày hôm nay nó gần như được lắp lại chỉ còn khoảng một phần trăm thôi hoa sen cũng vậy ngày hôm nay hoa sen chỉ tăng được khoảng 0,6% khi mà chạm về cái vùng kháng cự phía trên khoảng tầm giá 23.5 à, thì rõ ràng nếu chúng ta đánh giá ba cổ phiếu thép mà máy tính đại diện cao như là hòa phát hoa sen và nam kim ngày hôm nay nó đều tạo ra một cái cây nến đuôi trên khá là dài kèm với lại thanh khoản cao so với lại giai đoạn vừa rồi đồng nghĩa rằng là cái lượng cung ở phía trên này vẫn bán tương đối mạnh và nó khiến cho những cổ phiếu này hoàn toàn có thể có một cái nhịp bán xuống tiếp một cái nhịp điều chỉnh ngắn để kiểm tra và cũng như là để retest cái đáy số 2 à, mọi người nhìn thấy cái nhịp này sẽ đóng vai trò là kiểm tra là cái đáy số 2 của các cổ phiếu này à, nam kim cũng vậy hoa sen cũng vậy đúng không à, ngày hôm trước khi mà chạm vào cái đáy lên quanh tầm 22.5 23 nó bu lên À, thì khả năng nó sẽ nhúng nhẹ vào là cái ngưỡng tầm 22.5 tới 23 để kiểm tra là cái vùng đáy đó. Tương tự Hòa Phát cũng vậy sẽ có một cái nhịp kiểm tra là cái ngưỡng tầm giá 26.5 cho tới 27 một lần nữa. Này đó là cái nhịp kiểm tra lại đấy. À, thì nó cũng sẽ tương ứng với cái quá trình mà Vintech chúng ta đôi khi sẽ cần kiểm tra là cái ngưỡng lên quanh 1220 à, là cái vùng đáy cũ trước đó mà chúng ta đã buôn lên. À, khi mà chúng ta vẫn chưa có một cái nhịp kiểm tra là cái lực bán nào đáng kể hết. À, nên cái động lực chính của cái gap up ngày hôm nay mở ra đến từ ngành thép mà chúng ta đánh giá ba cổ phiếu ngành thép cái xác suất mà ba cổ phiếu đó lắp lại gấp là khá cao rồi à, với ba cái đuôi nến đó cũng như là kèm khối lượng như vậy à, thì mình đánh giá rằng khả năng cái gáp ngày hôm nay của Vinex mở ra sẽ có thể cần bị lắp lại ở trong những phiên sau đấy thì cái gáp nó mở ra liên quan ngưỡng tầm một thôi thì nó một cái nhịp chỉnh ngắn có thể là quay về kiểm tra lại cái gáp để đo lường xem là cái lượng cung nó như thế nào ha anh chị nhớ mình cái đó rồi thì bên cạnh ngành thép thì những ngành khác như thế nào ngày hôm nay thì ngoại trừ ngành thép thì hầu như tất cả những cái nhóm ngành ví dụ như cả ngân hàng ngày hôm nay ha công thương này mb này từ ngày hôm nay giao động với volume cực kỳ thấp Đấy, mb ngày hôm nay mọi người thấy volume còn thấp hơn cả cái phiên tăng vừa rồi nữa Đấy, mặc dù là bị bán lắp lại gáp rồi không có gáp có mở gáp bắt đầu ngày nhưng mà cũng bị tán người trở về rồi công thương thì có mở gáp bắt đầu ngày nhưng mà cũng bị tán người trở về gần như lắp lại gáp rồi à, nhưng mà thanh khoản vẫn rất là thấp rồi những cổ phiếu ngân hàng khác ví dụ như là stb rồi vân à, vân đa số mở gáp ra ngày hôm nay đều bị lắp lại tới cơm cũng vậy Đấy, nó cho thấy rằng là cái lượng cầu không tham gia vào ngân hàng ngày hôm nay chứng khoán thì ngày hôm nay SI có mở gáp đầu ngày nhưng mà sau đó cũng bị tái người trở về kèm với thanh khoản cũng rất thấp thấp hơn cả cái phiên tăng ngày hôm rồi đồng nghĩa là nó thấp hơn rất là nhiều so với lại trung bình à, và đóng nến lại thì cũng sát mức tham chiếu à, rồi HCM ngày hôm nay thì cũng tăng được gần 1% nhưng mà cũng tạo một cái nến ở phía trên khá là dài VND thì ngày hôm nay lắp lại gáp mở ra đầu ngày rồi à, tức là đầu ngày cố rướng lên mở gap à, nhưng mà thanh khoản thì cũng thấp vậy thì ngày hôm nay nhóm chứng khoán dòng tiền cũng không tham gia vào đúng không tại vì cả ba cả những cổ phiếu top ngành chứng khoán đều có thanh khoản thấp anh chị đồng ý với em thanh khoản rất là thấp tức là tiền không chủ động tham gia nhiều vào nhóm này tức là ngày nó chỉ linh sinh linh sinh thôi có mọi gáp đầu ngày thì cũng bị lắp lại để cầu nó không chịu vào à rồi đối với lại ngành bất động sản ngày hôm nay dsg ngày hôm nay thanh khoản cũng thấp so với lại phiên ngày hôm trước à, mặc dù là giảm một phần trăm áp lực bán thì không phải là lớn đâu bởi vì ở cái vùng này có thể gọi là cân bằng rồi đúng không à, nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay cầu cũng không vào đối với nhóm bất động sản dg ngày hôm nay có cầu đầu ngày nhưng mà cũng có cái đuôi, đuôi, nến rất dài ở phía trên cho thấy rằng là cái lượng cung bán chặn ở phía trên cái ngưỡng tầm giá 25 vẫn nhiều à, rồi BDR ngày hôm nay thì cũng giảm 1,5% thanh khoản thì có sự gia tăng tức là cung tăng lên à, ở cổ phiếu này nên nhiều khả năng cổ phiếu này sẽ cần thêm một cái nhịp bán ngược về lại giá tầm 19 thậm chí là đánh thủng 19 để kích hoạt cái lực bán Novaland ngày hôm nay thì giảm nhẹ à, thì ngày hôm trước em có nói mọi người là với cái trạng thái mà sau một cái phiên giảm mạnh và đi ngang tức là sau một cái nhịp giảm mà đi ngang kiểu như Nova thì cái xác suất mà nó giảm tiếp rất là cao nha À, nó cho thấy rằng là cái độ đàn hồi nó không có nếu mà lượng cầu nó càng tốt thì cái độ đàn hồi nó sẽ càng cao à, nhưng mà sau một cái đợt giảm á, mà nó có xu hướng đi ngang kiểu này nè thì cái xác suất mà giảm tiếp rất là cao bởi vì khi đó cho thấy rằng là về lại cái vùng hỗ trợ nhưng mà cầu nó không vào à, cầu nó không vào ví dụ ngày hôm trước 13 là hỗ trợ của nó hiện tại là giá lên quanh 11 là hỗ trợ của nó thì khi về là cái vùng này thì sẽ có cầu tham gia nhưng mà cái lượng cầu nó không đủ mạnh để giúp cho cổ phiếu bật lên mà nó có xu hướng đi ngang lên quanh đó thì cái xác suất mà nó giảm tiếp ở cái nhịp sau cũng sẽ khá là cao vậy thì mọi người lướt qua mọi người theo chứng khoán nè ngân hàng nè bất động sản này cả ba nhóm này ngày hôm nay không có tiền tham gia có thể gọi là như vậy luôn bởi vì nó là thả trôi thanh khoản thanh khoản nó so với lại cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi là vẫn thấp mà thậm chí là thấp hơn cả phiên ngày thứ sáu vừa rồi đồng nghĩa rằng là ba nhóm này vẫn thả trôi thanh khoản à, cho nhau từ cá nhân tự đấu đá với nhau tự đánh đấm với nhau hay à, cung cầu tự trôi nổi với nhau không có sự cao trào về mặt thanh khoản cho thấy rằng cầu vẫn chưa vào cung thì vẫn không bán ra à, nhưng mà nó là trạng thái nghỉ trạng thái thăm dò không có sự vượt trội của một cái nhóm ngành hay là một cái phe nào hết về cả cung và cả cầu. À rồi đối với ngành thép thì có thông tin hỗ trợ, thông tin về việc điều tra là thuế chống bán phá giá à, của thép Trung Quốc và thép Ấn Độ. Thì thông tin này sẽ có lợi, có lợi cho thật ra cả ba nhóm ngành bởi vì nó đều có những cái cuộc điều tra khác nhau. Ví dụ thuế chống bán phá giá rc thì có lợi cho ông Hòa Phát, à, nhưng bất lợi cho ông Hoa Sen và ông Nam Kim bởi vì khi đó hai ông này phải nhập cái hrc với cái giá cao hơn, giá vốn cao hơn. À, bởi vì trước giờ thì hai ông này chủ yếu là Trung Quốc à, nên cái chi phí vốn đầu vào thấp. À, và cũng có cuộc điều tra về tôn mạ, à, tôn mạ chống bán phá giá thì sẽ có lợi cho Hoa Sen và Nam Kim Ê, Nên song song đó thì thật ra những thông tin này nó sẽ có lợi đang sen Nhưng mà như em nói rồi, à, thông tin này không phải là thông tin mới Mọi người phải đặt ra câu hỏi là tại sao ngành thép ở cái đạn trước đó nó giữ giá tốt như vậy nha Anh chị so sánh ngành thép với lại những ngành khác đi Thì ngành thép vẫn đang khỏe rất là nhiều Bởi vì ngành thép vẫn giữ giá được ở cái nền phía trên à, So với lại những ngành chứng khoán thì đa số đã về là cái biên dưới rồi à, thì ngành thép vẫn giữ giá rất là tốt ha sen nam kim thì hiện tại thì đang có một cái biên độ xe quay trở lại vậy đồng nghĩa rằng là giai đoạn trước đó ngành thép giữ giá được một phần cũng đã đến từ cái tin điều tra chống bán phá giá đó rồi tức là người ta đã mua về cái thông tin đó rồi nên ngày hôm nay cái thông tin đó khiến cho nhóm này tăng lên một nhịp nhưng mà đối với em thì cái tin đó lại không phải là một cái tin mới à nó cũng không phải là một thông tin trọng yếu nên cái độ bền của nó sẽ không cao à, cái độ bền của nó sẽ không cao à, Vì vậy nếu anh chị là mà ngày hôm nay mua về cái thông tin đó Thì chúng ta cũng sẽ chú ý cái lượng hàng về Xem xem là cái nỗ lực của cái đến ngày hôm nay Nó có giữ lại được hay không Ở phía trên cái gáp này hay không À, nhưng mà trong trường hợp nếu mà nó quay về lắp ráp thì xác suất rất là cao nó sẽ quay về nó kiểm tra lại cái đáy cũ trước đó của nó Đấy, những cái nhịp mà bật lên vừa rồi thì khả năng sẽ quay về kiểm tra là cái vùng đáy đó bởi vì cái thông tin ngày hôm nay tăng giá à, nó không phải là một thông tin trọng yếu mới giúp cho ngành thép nó có một cái sự tăng trưởng vượt trội à, bởi vì cái lượng nhà đầu tư người ta mua vì tin này đã tương đối nhiều ở cái nhịp trước đó rồi và thậm chí ở cái vùng giá cao hơn rồi à, nên cái lượng cung kẹp hàng vì tin này vẫn có à, vẫn có cái lượng kẹp vì tin này hãy nên mọi người chú ý cái đó giùm em ha đối với lại ngành thép ngày hôm nay vậy thì lướt qua hết tất cả những ngành máy tính đại diện cao chứng khoán thép bất động sản ngân hàng à, thì ngày hôm nay có thép là chủ động bước lên có thể gọi thép là động lực chính để mở gáp à, nhưng mà lượng cầu nó vẫn không chủ động duy trì cho tới cuối ngày à, những cổ phiếu này vẫn không đóng cửa được ở cái mức cao à, những cổ phiếu như hoa sen nam kim vẫn tạo đưa đuôi nến khá là dài đồng nghĩa rằng là cái gáp này khả năng phải lắp lại à, rồi ngân hàng chứng khoán bất động sản ngày hôm nay thì cầu và cả cung đều không gia tăng À, thanh khoản di trì ở mức thấp vẫn thả trôi cung cầu. À, nó cho thấy rằng nó những cổ phiếu này những cái nhóm ngành này đang ở một cái trạng thái nghỉ à, đang ở một cái trạng thái nghỉ à, nhưng mà em vẫn chú ý đặc biệt với những cổ phiếu ngành chứng khoán bởi vì hiện tại thì có thể coi như là chỉ có mới có một đáy thôi à, chỉ có mới có một đáy thôi nên xác suất mà cái nhóm này nó cần cái nhịp bắt tiếp để kiểm tra là cái vùng đáy số 2 là cũng cao ấy à, như là kiểu si này đúng không SI hiện tại thì cũng coi là có một đáy thôi à, bản vì thì cũng là một đáy thôi À, tức là chưa có một cái nhịp kiểm tra là cái lượng cung ở vùng đáy ở phía dưới à, nên đối với lại nhóm ngành chứng khoán thì khả năng mình sẽ cần thêm một cái nhịp kiểm tra này phải đồng nghĩa rằng là có thể cái nhịp bán đó hay là cái nhịp bán test của nhóm ngành thép nó có thể phục vụ cho một cái đợt điều chỉnh ngắn của vinfast chúng ta à, để quay về kiểm tra là cái ngưỡng tầm 1220 nhưng em trước nói à, chúng ta đang ở giai đoạn số một và giai đoạn số hai tức là đã có bán tháo rồi đã có mua lại hàng rồi nhưng mà chưa có test đáy và chưa có giai đoạn cầu mua lên giá cao À, chưa có test đáy và chưa có giai đoạn cầu mua lên giá cao cái test đáy á, nó có thể không cần test lại cái vùng 1220 nhưng ít nhất nó phải giữ được một cái nền ở đây hiện tại kháng cự là 1250 à, thì nó phải xây là cái nền lên quanh 1240 1250 này ở phía trên này à, neo được đi ngang ít nhất là khoảng tầm 3 đến 4 phiên với thanh khoản thấp anh chị nhớ em em nếu xây được một cái nền ở đây khoảng tầm từ 3 đến 4 phiên ở trong vài phiên tới nha mà không bị bán xuống á, giữ được ở phía trên này Đấy, Trên em thanh khoản thấp thì chúng ta sẽ có thể không cần test đáy và đi lên luôn đó là dấu hiệu của việc là cầu chấp nhận mua ở cái vùng phía trên đó luôn mà nó không cần kiểm tra đấy nhưng mà trong trường hợp nếu mà ngày mai hoặc ngày mốt mà nó bị bán người trở về lắp lại cái gap này thậm chí là kèm thanh khoản lớn hơn thì khả năng rất cao chúng ta sẽ cần kiểm tra là cái đấy anh chị nên nhớ về cái đó à, nên cái việc mà chúng ta tham gia bắt đáy hay là mua mới ở cái đoạn này thật ra không cần quá vội vàng đâu là chúng ta có thể hoàn toàn chấp nhận cái việc mua cao hơn một xíu cũng được nhưng mà phải xem xem là ở đoạn này nó cần test đáy hay là nó sẽ đi ngang ở phía trên này À, để hấp thụ cái lượng cung bán ra bởi vì chắc chắn cái ngưỡng tầm 1250 1255 đó sẽ là một cái vùng kháng cự đủ mạnh à, để tạo ra một cái điểm điểm chặn cho Vindex cũng như là nó sẽ là cái ngưỡng để thử thách xem cái lượng cầu ở phía trên này à, nó có thực sự chấp nhận mua lên ở cái vùng giá cao hơn hay không Đấy, nên chị nào mà đang follow đang theo dõi cái diễn biến của thị trường thì hãy chú ý ha à, ngày hôm nay chúng ta bóc tách những cái nhóm ngành mang tính đại diện cao cho cung cầu chúng ta loại bỏ những cổ phiếu mà nó gọi là đóng góp tác động lên chỉ số nhiều như kiểu Vinamilk hay là gọi là BID đi mình đánh giá thực tế dựa trên khối lượng và giá của các cái nhóm ngành như chứng khoán, như thép, như bất động sản, như ngân hàng, như những ngành đó là những nhóm ngành mà có cái lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều và nó mang tính đại diện cho thị trường nhiều. À, nên mọi người thấy được là ở trong bất kỳ một cái đợt tăng nào của thị trường nó luôn luôn phải có một trong những cái nhóm ngành đó mang tính dẫn dắt. Dù trước đó là ngân hàng đúng không? Ngân hàng đã hỗ trợ cho cái đà tăng ở nhịp trước và giai đoạn hiện tại thì chúng ta vẫn đang lay hoay cho cái việc tìm kiếm cái nhóm ngành dẫn dắt nên đó lý do vì sao mà thị trường chưa bước qua khỏi nghìn ba được chứ không nếu mà có ngành dẫn dắt như là ngành thép chẳng hạn vậy thì chúng ta đã vượt qua một nghìn ba từ rất là lâu rồi ha thì anh chị phải để ý cái đó giùm em ha nên trước mắt thì chúng ta vẫn thiên về kịch bản là thị trường còn test là đấy. hiện tại thì em vẫn thiên về kịch bản là thị trường còn test là đáy trong bối cảnh nếu từ 2 đến 3 phiên tới mà vintech nó sai quay lại phía trên này kèm thanh khoản thấp thì khi đó chúng ta mới cân nhắc đến câu chuyện là thị trường không cần test đáy nữa và đặc biệt là trong thời gian mà thị trường nó cân bằng hay là nó đi ngang ở đây thì các cái nhóm ngành như là chứng khoán như là bất động sản phải có cái lượng cầu chủ động tốt hơn À, để giúp cho gọi là một phần là tạo được cái vùng cân bằng đó với lại những cái nhóm ngành đó nó tạm ngưng được cái đà bán, ngưng được cái đà giảm, à, thì giai đoạn sau thị trường mới có cơ hội gọi là tạo đáy. chứ nếu mà đoạn này như em nói mọi người thấy không, như BDR nó vẫn kém, sức mạnh giá nó vẫn yếu, à, Nova sức mạnh giá nó vẫn yếu, mà thậm chí sắp tới mà nó vẫn cắm đầu xuống, à, nó phá đáy, à, nó phá qua cái vùng đáy di động vừa rồi nó cân bằng là thì rõ ràng đó vẫn là một cái dấu hiệu cho thấy rằng thị trường vẫn chưa tạo đáy được mà nó vẫn sẽ cần thêm những cái nhịp bán. Bởi vì cái nhóm ngành, cái nhóm ngành bất động sản là một cái nhóm ngành có thể gọi là vốn hóa cũng khá là lớn trên thị trường mọi người biết là tất cả các ông lớn trên thị trường đều là bất động sản nếu mà ngành này nó không thực sự tạo đáy được không cân bằng lại được không kìm lại được cái đà bán thì chắc chắn là cái khả năng mà thị trường tạo đáy rất thấp à, nhưng ngày thêm mới nói mọi người đó là cái quá trình quyết định xem là việc thị trường nó có cân bằng lại được hay không nó có bật lại được hay không thì vẫn sẽ phụ thuộc vào cái quá trình nhóm bất động sản tạo đáy sớm hay muộn Đấy. và cách nhìn thì khá đơn giản thôi nhưng đi ít là ok coi như ông này cân lại được rồi đúng không nhưng giờ là ok rồi À, nhưng mà những ông kiểu như Nova, BDR hay là DIG thì nó vẫn hơi kém một xíu, nó vẫn hơi thiếu cái động lực về cầu à, và thậm chí là nó vẫn sẽ cần kiểm tra thêm những cái lực bán ở nhịp sâu nữa. Nên đó là lý do vì sao mà đối với những bất động sản thì nó sẽ cần thời gian à, và đối với em thì thật ra em thì em không khi nghiêng về kịch bản là những bất động sản sẽ giảm sâu nữa đâu. À, em vẫn kỳ vọng là nó sẽ sớm cân bằng và tạo đáy bởi vì chúng ta vẫn thấy được cái thực trạng các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang dần được cải thiện à, về doanh thu, doanh số nè, doanh thu nè, về lợi nhuận nè rồi về thị trường thực sự đang nóng dần lên các à, cái giao dịch bất động sản cũng đang diễn ra một cách tích cực hơn so với lại giai đoạn trước đó năm vừa rồi đặc biệt là bất động sản hà nội à, có sự tăng trưởng về cả giá và cả số lượng giao dịch đồng nghĩa rằng là cái thanh khoản nó tăng dần lên nó đang tăng dần lên và đang nóng dần lên à, thì đó là cái hiệu ứng đến từ tiền rẻ khi mà lãi suất di trì ở mức thấp và nhờ từ cá nhân người ta có một cái lượng tiền hoặc là người ta có nhu cầu đi vay à, mua nhà với cái lãi suất thấp thì người ta sẽ sẵn sàng người ta chấp nhận bỏ số tiền nó ra để người ta mua cái bất động sản đó À, thì đó là một cái yếu tố để hỗ trợ cho cái ngành này nhưng mà tất nhiên cái ngành này á cái cái khó của nó là bởi vì giai đoạn trước á à, giai đoạn trước nó gặp quá nhiều vấn đề à, liên quan đến trái phiếu à, nên đoạn này thì phải xử lý thôi mọi người thấy là cho đến hiện tại thì cái dư âm nó vẫn còn là cái dư âm nó vẫn còn à, và vẫn phải xử lý lần lượt lần lượt cho xong hết mọi thứ à, thì nó mới thực sự ổn định là được nên mọi người thấy là ông Nova thì ông vẫn cắm đầu bởi vì ông vẫn gặp khó Ê, ông vẫn có những cái rủi ro đi kèm Ê, thậm, thậm chí là cả ông BDR là một cái ông rất khỏe giai đoạn trước đó thì hiện tại ông đó vẫn đang có sức mạnh giá rất là yếu khi mà ngày hôm nay ông này vẫn giảm hơn 1,5% và tiệm cận về sát cái vùng đáy cổ phía dưới là quanh khoảng, khoảng tầm giá 19 Thế thì mình sẽ không loại trừ khả năng là ông này tiếp tục phá đáy bởi vì ông này chưa có điểm cầu vào và cũng như chưa tìm được một cái điểm cân bằng tức là chưa xác lắp được cái biên độ xe quay trở lại đó thì anh chị nhớ mình cái đó ha đó là cái yếu tố số 2 mà em muốn quan tâm đầu tiên về thị trường thì sau khi bóc tách các yếu tố ngày hôm nay gáp có lắp lại hay không xác suất cao là lắp lại gáp lắp lại gáp thì phải chú ý cho em cái khối lượng của nó và cũng như cái cách mà nó sẽ phản lên quanh cái vùng 1240 1250 ở phía trên này. Hiện tại thì chúng ta sẽ nghiêng nhiều hơn về kịch bản thị trường cần thêm một cái nhịp test đáy về 1220. Đó là yếu tố đầu tiên. yếu tố số 2, quá trình tạo đáy thị trường phải diễn ra song song với việc là nhóm bất động sản phải tạo đáy bởi vì nhóm bất động sản là nhóm có tính vốn hóa rất cao và tính thị trường cũng cao. Nhà tư cá nhân cũng đang cầm rất là nhiều. chứ nếu mà ông này vẫn cắm đầu thì cho dù ông ngân hàng hay là ông thép hay là ông bất động sản, ông chứng khoán ông đi lên đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ tạo ra một cái sự phân kỳ về mặt định giá à, cái sự trên lệch về mặt định giá và khi đó thị trường sẽ không đi xa được bởi vì đơn giản là bây giờ nhau từ cá nhân thì người ta cứ cắm đầu mua những cái nhóm ngành định giá rẻ thôi người ta cứ lao vào người ta mua ông bất động sản ông thấy ông này rẻ quá người ta mua cứ mua cứ mua như vậy thì tiền nó lại không vào những cái ông tăng cao bởi vì khi đó người ta thấy nhiều ông kia định giá quá cao người ta không chịu tham gia à, trong khi đó thì ông này á, thì tay to chưa gom lại hàng smart money vẫn chưa vào thông tin thì vẫn đang tiêu cực cái à, khi đó thì nó lại không tạo đáy được và thị trường nó lại cứ đứng ở đó và nó không đi lên xa hơn được khi mà chạm vào những cái vùng kháng cự mạnh À, luôn luôn sẽ có cái ngưỡng cản đấy đó là cái số 2 cái số 3 tuần này lưu ý cái gì tuần này tập trung vào cho em cái nhóm ngành liên quan đến cái thông tin việc là việt nam có được công nhận là cái nền kinh tế thị trường hay không đối với em thông tin này khá là quan trọng nha cho cả kinh tế và xã hội việt nam ở trong khoảng tầm 6 tháng hay là một năm tới trong một cái chiến lược dài hạn hơn bởi vì nếu việt nam được công nhận là nền kinh tế thị trường thì chắc chắn à, chúng ta sẽ được hưởng lợi bởi nhiều yếu tố về chính sách về thuế à, chúng ta sẽ không có bị áp những cái thuế gọi là để cạnh tranh thương mại nữa à, đối với các thị trường khi mà Việt Nam được công nhận là cái nền kinh tế thị trường đó sẽ là một cái lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu ở thị trường lớn như là Mỹ Đấy, à, nên mọi người thấy được là mặc dù ngày hôm nay là một ngày mà thị trường không phải là quá sôi động nhưng mà những cái nhóm ngành liên quan đến xuất nhập khẩu thì đều có sức mạnh giá tốt ví dụ mọi người thấy được là ngành dệt may ngày hôm nay có TNG bước lên gần 6% thậm chí là về là đỉnh cũ đúng không VGT thì tăng được khoảng 5% về là cái nền phía trên này trong biên độ khoảng tầm giá 15 cho tới 15.16 ở phía trên à, rồi Dịch mai khác thì có TCM, có MSH thì tăng nhẹ, STK à, những cái mã cổ phiếu này cũng là dịch mai nhưng mà thanh khoản thấp hơn nên cái sức mạnh giá nó kém hơn à, nhưng mà về cơ bản thì ngày hôm nay dịch mai gọi là dịch mai gọi là có chủ động hấp tụ lại cung và thậm chí đã bật lên tốt thủy sản anv ngày hôm nay xanh nhẹ nè cũng đang gọi là thủ thế thôi chưa test đá nha à, những mã này khả năng sẽ cần thêm một cái nhịp bán xuống nhưng mà đa số đều đang ở trong tư thế gọi là chờ đợi thông tin hỗ trợ và mình nếu có thông tin hỗ trợ tốt thì chắc chắn lượng tiền sẽ tham gia tốt hơn vào những cái nhóm ngành này ví dụ vsc cuối ngày quăng một cục lệnh vô khoảng 110.000 ATC lock 50.000 ở giá 72 này để đóng cửa được giá 72.3 đồng nghĩa rằng là cầu vẫn đang chấp nhận tham gia khá là tốt đối với lại VSC Câu này thì vẫn sai quay trong biên 70 80 hiện tại anh chị nào mà đang cầm thì vẫn cầm được thôi nhưng mà mọi người thấy được thủy sản nó vẫn có sự chuẩn bị đúng không thủy sản này dệt mai này hay thậm chí là những ông như là phân bón ngày hôm nay sức mạnh giá cũng khá là tốt như DCM DBM Đấy phân bón thì một phần đến từ kết quả kinh doanh khả năng rất là cao so với cùng kỳ thì sẽ tăng trưởng rồi và thậm chí là quý 3 cũng sẽ tăng trưởng do năm ngoái là một cái năm nền lợi nhuận thấp nhưng mà nhìn chung thì phân bón vẫn là một cái ngành mà đang có sức mạnh giá tương đối vượt trội ở trong cái giai đoạn vừa rồi đặc biệt là ông DCM thì sức mạnh giá ông đó tốt hơn à ngày hôm nay nhưng mà anh chị nào mà đang cầm DCM thì lưu ý với em ha đối với em cái vùng ở phía trên 38 có thể canh bán là được rồi đảo ra được rồi À, nếu anh chị nào mà đang cầm hàng thì có thể canh anh đã dần ở phía trên cái vùng giá tầm 38 à, bởi vì nhìn chung là cái nến ngày hôm nay dù là lực cầu tham gia rất tốt nhưng nếu anh chị so với lại cái đợt bán trước đó thì rõ ràng con DCM vẫn sẽ cần một cái nhịp sai quay trở lại à, hình thành là một cái vùng xa quay ở trong cái biên tầm 36 38 ngày trước lúc mà con DCM này em phân tích rất là kỹ nha sau cái nến bán đầu tiên em có nói mọi người là nếu mà nó bu lên nó mở gáp lên tầm 38 thì canh bán ra chờ mua lại lên quanh giá tầm 36 ở biên dưới à, mình chơi điên ở trong cái biên 36 38 thì ở thời điểm hiện tại nó đang ở nửa biên trên nên em vẫn sẽ khuyến khích anh chị nào mà đang cầm đối với lại DCM thì có thể nên cân đối đảo ra ở phía trên cái vùng giá tầm 38 anh chị nhớ em em ha à rồi à, thì nhớ và cuối cùng là khu công nghiệp tức là tập trung vào nhóm xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu thì gồm cả ai cả phú tài nữa gỗ xuất nhập khẩu cũng là gỗ rồi cả thủy sản dệt may à, rồi thậm chí là cả xăm lớp nữa những kỹ như DRC này cũng là xuất nhập khẩu à và khu công nghiệp khu công nghiệp thì hiện tại sức mạnh giá tốt nhất thì vẫn là ông BCM này ông này thì quá vượt trội rồi ông này thì ngày nào mình cũng nói rồi thậm chí là lúc mà ông này lên quanh giá 6465 thì mình đề cập rất là nhiều rồi rồi uh, LHC ngày hôm nay cũng tăng nhẹ nhìn chung là SGC thì hiện tại nó sẽ cần thêm một cái nhịp bán ngược về lại khỏi tầm giá 38 nhưng mà nhóm khu công nghiệp thì gần đây cũng cho thấy rằng là cái sức mạnh giá nó tốt hơn một xíu trong một đến hai phiên gần đây nếu so với lại thị trường thì nó tốt hơn một xíu à, nó cho thấy rằng là nó vẫn có cầu tham gia vào thậm chí là cả um, ông Long Hậu này ông Long Hậu này vẫn đang tiệm cận sát cái đỉnh cũ tức là nhóm khu công nghiệp có thể nói rằng là cầu vẫn đang ở trong nhóm này chưa rút ra khỏi quá nhiều chưa có rời khỏi nhóm này quá nhiều à, nên nhóm này vẫn neo giá khá là tốt và giữ giá khá là tốt ở cái bên trên thì những cái nhóm ngành này là những cái nhóm ngành mà nó sẽ được tập trung cho câu chuyện là Việt Nam có được công nhận là cái nền kinh tế thị trường hay không nó sẽ là câu chuyện nhắc à nó sẽ tập trung ở một vài những cái nhóm ngành được hưởng lợi chính à, nên đó lý do vì sao mà đối với em tin này nó không phải là một thông tin thông tin gì đó mà gọi là quá vượt trội để giúp thị trường nó tăng trưởng vượt bậc giúp cổ phiếu giúp Vindex lên nghìn hai ba tám mươi nghìn ba thì nó không đủ à, nhưng mà ít ra trong một cái bối cảnh mà nhà đầu tư cá nhân đang hoang mang và cũng như đang yếu về cái mặt tâm lý tức là đang khá là yếu về mặt tâm lý thì cái việc mà có một cái câu chuyện hỗ trợ cho các cái nhóm ngành xuất nhập khẩu này nó sẽ giúp cho nhà đầu tư cá nhân dần dần người ta tự tin hơn trong cái việc là người ta tham gia vào thị trường và khi đó sẽ giúp cho thị trường có thể tạo đáy được tốt hơn sớm hơn và cái lượng tàu tham gia sẽ chủ động hơn à, còn nếu bối cảnh mà nếu Việt Nam không được công nhận là kinh tế thị trường thì coi như là khả năng vì bán ngược phải là 1220 thậm chí là 1200 là chắc chắn sẽ có à, bởi vì khi đó những cái nhóm ngành mà nhà đầu tư đang đặt niềm tin vào mà bị thất vọng à, thì người ta sẽ bán tháo ngược trở lại à, và khi đó nó cũng sẽ khiến cho thị trường chịu một cáp lực bán và cái sức ép tâm lý nó sẽ lớn bởi vì hiện tại những cái nhóm như ban chứng thép bất động sản là đã yếu rồi là đã yếu rồi phải thừa nhận rồi thì bây giờ khỏe di động vừa rồi thì chỉ có những ông này thôi chỉ có những ông xuất khẩu đang neo giá cao những ông khu công nghiệp vẫn đang nỗ lực giữ giá thôi để gọi là tạo được cái niềm tin cho nhà đầu tư thôi nếu mà ông, những ông này mà còn fail những ông này mà còn không có câu chuyện mà thậm chí là bị bán người trở lại khi mà ra thông tin Việt Nam ví dụ như không được công nhận lên cái thị trường đi đó là một thông tin tiêu cực và khi đó chắc chắn thị trường sẽ bị mất đi cái động lực hỗ trợ về giá trong cái đoạn vừa rồi và khi đó chúng ta sẽ cần một cái nhịp bán xuống tiếp thôi một cái nhịp bán cao trào đến từ nhà đầu tư nên thông tin này phải ta ra bản chất nó vẫn là một thông tin nhạy cảm đối với em đây là một thông tin nhạy cảm Hãy nên chị nào mà gọi là đang đang tập trung cho cái câu chuyện này thì hãy cân nhắc cái việc là mua cho câu chuyện này thì hãy bán về câu chuyện này chẳng hạn vậy à, mua về cái gì thì hãy bán về cái đó à, cho dù khi nó được công nhận nó được có cầu tham gia vào ở trong một cái nhịp ngắn lên thì có thể cân nhắc cũng sẽ bán được cái đó bởi vì những người mà người ta kỳ vọng cho tin đó thì người ta đã mua trước rồi à, nên khi đó thì người ta sẽ muốn bán ra à, và trong trường hợp mà nó có fail thì cũng sẽ bán ra vì cái đó bởi vì nếu anh chị xác định trading theo cái đó thì cũng sẽ bán theo cái đó anh chị nhớ mình cái đó ha còn nếu anh chị nào muốn an toàn thì chờ qua cái tin đó luôn cũng được bởi vì qua tin đó thì mình cũng sẽ biết được rằng là chúng ta sẽ cần thêm một cái đợt bán hay không Đấy, trong thứ sáu tuần này à, đó là việc việt nam có được công nhận là cái nền kinh tế thị trường hay không đó là riêng đó với lại những cái nhóm ngành vốn hóa mít cap như là kiểu xuất uh, nhập khẩu hay là khu công nghiệp nha à, còn những cái nhóm ngành vốn hóa lớn như là em nói em đã liệt kê từng nhóm ngành một và em nói với mọi người cái khả năng à, những cái nhóm ngành đó tạo lãi là như thế nào rồi à, nó sẽ cần thêm thời gian đối với những cái nhóm như là kiểu si chứng khoán uh, hay là đối với lại uh, bất động sản à, nó sẽ cần thêm thời gian ngành thép thì cũng sẽ cần thêm một cái nhịp retest là kiểm tra là cái vùng đáy nữa đấy thì đó là cái những cái nhóm ngành mà có thanh khoản tốt hơn có cái lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều hơn rồi thì mình nói rồi à, còn riêng những cái nhóm ngành này thì những nhóm ngành nó ngắt hơn một xíu à, cái 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 khả năng à, mà nó gây sức ép lên thị trường nó cũng không cao đâu bởi vì vốn hóa nó thấp mà nó là mid cap và small cap mà nó không cao đâu nhưng em nói đây là câu chuyện mình tâm lý là niềm tin thôi nếu mà nó có một cái độ bật và nó có một cái câu chuyện để hỗ trợ về giá thì chắc chắn khi đó nhờ tư cá nhân người ta sẽ lạc quan hơn và người ta sẽ Tự tin hơn trong cái việc là tham gia vào thị trường ha Thì đó là những cái câu chuyện chính mà em muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay Thì hy vọng là nó đã truyền đạt đến được anh chị những cái nội dung mà anh chị cần theo dõi và tập trung cho cái giai đoạn hiện tại ở Đây là một cái giai đoạn rất nhạy cảm Về việc thị trường cần retest thêm một cái đáy và lắp lại gap mở ra trong phiên ngày hôm nay Về việc À, quá trình tạo đáy thị trường sẽ cần được theo dõi song song giữa các nhóm ngành và đặc biệt là nhóm bất động sản. À, khi mà nhóm ngành này là nhóm ngành mang tính chất gọi là có thể gọi là thị trường cao, mang tính thị trường cao và cái bung hóa nó cũng lớn. À, thì những nhóm ngành này phải gọi là cân bằng lại được, ngưng được cái đà bán rồi thì khi đó hãy nghĩ tới câu chuyện là có đáy. chứ nếu mà những ông này vẫn cắm đầu thì chắc chắn sẽ không có đáy diễn ra. Case số 3, trong ngắn hạn, trong tuần này, dòng tiền nó sẽ tập trung chính ở những cái nhóm ngành cap như là số nhập khẩu hay là khu công nghiệp. À, bởi vì nó sẽ đang tập trung cho câu chuyện duy nhất thôi đó chính là câu chuyện liệu việt nam có được công nhận là cái nền kinh tế thị trường hay không à, đó là cái chính mà người ta đang tập trung vào à, thì đó là ba cái nội dung chính mà em muốn truyền đạt trong ngày hôm nay rồi. rồi còn về thế giới hiện tại có gì mới hay không thì thực ra là dsy thì vẫn lên sình trăm lẻ nhưng mà hiện tại thì cơ bản là à, nó không phải là quá tích cực cho thế giới à, nhìn chung thì người ta cũng đang hướng về cái đợt giảm nó sức đầu tiên thôi à, vẫn chưa có gì mới À, và chúng ta vẫn sẽ chờ đợi cái phát biểu của Fed ở trong cái cuộc họp thứ năm tuần này, à, thứ năm tuần này, à, FOMC meeting đó, à, cái cuộc họp của Fed cuối tuần này à, thì chúng ta sẽ biết được rằng là, là những cái kỳ vọng, những cái mục tiêu mà Fed đặt ra cho những cái đợt giảm lãi suất sắp tới à, và đó có thể là cái mà tất cả nhiều từ cá nhân ở phú Quân đang kỳ vọng và đang đặt niềm tin vào cái thông tin đó, à, giống như là đoạn vừa rồi là một cái giai đoạn mà phú Quân bị chốt lời sau một cái nhịp mà người ta bắt đầu người ta mua ở giá thấp và người ta đạt được cái kỳ vọng người ta rằng là Fed sẽ có cái đợt giảm lãi suất thì người ta bán ra và giai đoạn này là giai đoạn mà nó bắt đầu phải cân đối lại cân bằng trở lại sau một cái nhịp điều chỉnh quá mạnh hơn 10% à, nếu mà tính từ 10 hơn 18 nghìn à, 19 nghìn mà về lại vẫn 17 nghìn là, là đây là một cái nhịp chỉnh đâu đó khoảng hơn 10% đối với lại Nasdaq rồi nên nghĩ đó cũng là một cái nhịp chỉnh lớn à, nên cái quá trình tạo đáy nó cũng sẽ cần thời gian và đặc biệt là cái yếu tố thông tin À, nên trước mắt thì em nghĩ là nhà đầu tư ở Phú quốc nó cũng sẽ, người ta cũng sẽ không quá tự tin và không quá mạo hiểm trong cái việc là à, dồn lực trước cái FOMC này à, Có thể người ta sẽ chờ sau cái FOMC à, để người ta đánh giá xem là phép nó sẽ à, có xu hướng quyết định lãi suất như thế nào ở trong 3 tháng cuối năm, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 ba à, cái cuộc họp vào cuối năm này để xem chúng ta sẽ có ba cái đợt giảm lãi suất hay không ha rồi đó là với thị trường cũng như là những cái yếu tố thông tin mà em muốn chia sẻ chính ở trong video ngày hôm nay hy vọng là qua wow, một cái video như thế này anh chị cũng đã hình dung được cái yếu tố dòng tiền cũng như là tất cả những cái nhóm ngành hiện tại đang có dòng tiền tham gia tốt và yếu để chúng ta biết rằng là chúng ta nên tham gia nên gọi là cân đối cơ cấu cái danh mục của mình như thế nào cho nó phù hợp đó vẫn là cái nội dung chính mà em muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay nhìn chung thì với đoạn này, cái việc mà mua mới em vẫn sẽ khuyến khích chúng ta sẽ chờ thêm một cái nhịp bán của Vindex để chúng ta có một cái vị thế cũng như là cái sự chủ động tốt hơn. À, so với lại thị trường. Còn đối với lại danh mục hiện có, à, danh mục mà đang có tỷ trọng cao, đặc biệt là mà Machine, em vẫn sẽ khuyến khích à, chúng ta sẽ canh có thể đảo dần ra với những cái vùng giá ví dụ như kiểu DCM ngày hôm nay. À, nó lên được cái ngưỡng giá tầm 38 hay là với những cái mã như là Hòa Phát ở phía trên vùng 28. À đó là những cái ngưỡng mà chúng ta có thể cân đó để chúng ta đảo dần ra à, để chúng ta có thể cơ cấu một cái danh mục à, gọi là chuẩn chỉnh hơn sau cái đợt điều chỉnh lần này hay nói cái cách chúng ta là chúng ta giữ giữ phóng sức mua đó để chúng ta để dành sức mua để chúng ta có thể chủ động hơn và chúng ta tập trung vào những cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường thay vào việc là chúng ta tập trung một cái danh mục nó quá dài mà chúng ta sẽ không thể chủ động được trong cái việc là điều tiết cái danh mục đó làm sao cho nó phù hợp bởi vì đôi khi thị trường biến động quá nhanh thì mình sẽ không thể nào kịp phản ứng nếu chúng ta không làm gọn danh mục và chúng ta không tập trung cái tỷ trọng của mình vào những cổ phiếu khỏe hơn phần còn lại thì khi đó khả năng cái hiệu suất danh mục của mình cũng sẽ kém so với lại cái mặt bằng chung ha À, thì đó là cái nội dung chính ở trong video ngày hôm nay. À, thì anh chị nào mà xem video ngày hôm nay nếu mà thấy hay thì đừng quên là bấm like video giúp em nha. Bấm like video này nè. À, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em hàng ngày. Ngoài ra thì ở phía dưới cái phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ của em luôn là Zalo và số điện thoại. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong dung khách hàng tại VBS có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu và danh mục cũng như là các cái vấn đề liên quan đến thị trường đặc biệt là mở tài khoản ở VBS. À, nếu anh chị nào mà đã có tài khoản rồi thì có thể chuyển cái ID tại VBS sang em hỗ trợ và quản lý anh chị để tham gia được khách hàng miễn phí 100%. À, và anh chị nào mà có nhu cầu muốn tham gia nhóm cộng đồng thì hãy bấm vào cái đường link ở phía bên dưới này. Hoặc là quét cái mã QR code ở phía trên màn hình này. À, và cuối cùng thì theo thuật toán của Youtube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những video có nhiều like và có nhiều bình luận. À, nên chị nào mà đang theo dõi video của em nếu mà người yêu quý em thì ngoài việc bấm like video ha anh chị hãy để lại cho em một cái bình luận ở bên dưới này về cổ phiếu cũng được và danh mục cũng được hay đơn giản là chúng ta chào nhau chúng ta tương tác với nhau à, để giúp cho video của em được đề, đề xuất nhiều hơn à, đến như anh chị khác cảm ơn chị rất là nhiều nha xin chào hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp Chúc anh chị có một cái buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân tạm biệt mọi người